Xin chào các bạn đến với Top 5 Đam mê khám phá. Cảm ơn các bạn đã click của mình. Nếu hay các bạn nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Như tựa đề hôm nay mình sẽ so sánh hai chiếc xe, đó là chiếc xe SQM Start LR125EB và chiếc Suzuki Acelo 125/2017. Sau đây mình sẽ đi so sánh cụ thể từng phần như sau. Một, đó chính là so sánh về kiểu dáng và thiết kế. Về điểm giống nhau, cả hai xe đều sử dụng vành đúc 5 chấu kép sắc chắn, kiểu dáng khỏe khoắn, lịch lãm, thể thao, đặc biệt phù hợp với các bạn nam mạnh mẽ. Đối với xe SQM Start LR125EFI, về màu sắc thì có hai màu là màu xanh đen và màu đỏ đen nhám. Thân xe thiết kế với khung lưới dạng lưới tổ ong, tạo kiểu dáng underbone. Đuôi xe vuốt nhọn với đèn hậu LED, tạo phong cách hiện đại và cảm giác lướt gió. Được trang bị chiếc cốp rộng và có khả năng chứa vừa nũ bảo hiểm nửa đầu và một số vật dụng cá nhân. Hệ thống đèn tín hiệu và đèn hậu là bằng đèn LED bắt mắt, tăng vẻ đẹp cho xe. Sử dụng mặt đồng hồ thể thao với đồng hồ đo tốc độ dạng analog và tích hợp thêm màn hình LCD hiển thị nhiều thông tin xe. Dung tích bình xăng là 3,6 lít, mức tiêu hao nhiên liệu là 1,4 lít trên 100 km. Trọng lượng của xe là 111 kg và chiều cao so với mặt đất là 140 mm. Còn đối với Suzuki Acelo 125/2017, về màu sắc gồm có 5 màu là màu đen đỏ, trắng xanh, đen xám, màu E-Start và màu đen nhám. Thiết kế thân xe thì khá thống nhất, kết hợp hoàn hảo giữa phần đầu và phần thân xe. Đuôi xe lấy cảm hứng từ những dòng mô tô cao cấp của Suzuki cực chất. Xe được trang bị chiếc cốp nhỏ có khả năng chứa một bộ quần áo mưa. Mặt lạ trước thì cá tính, thiết kế sắc sảo. Trong từng góc cạnh, mặt đồng hồ dạng phổ thông nhưng được thiết kế cao cấp hơn. Dung tích bình xăng là 4,2 lít, mức tiêu hao nhiên liệu là 1,9 lít trên 100 km và trọng lượng của xe là 108 kg và chiều cao so với mặt đất là 125 mm. Về đánh giá chung, về kiểu dáng thì cả hai xe đều có những điểm nhấn riêng. Còn về thông số thiết kế thì mình đánh giá SQM Start LR125FE đạt 5/7 điểm. Còn Suzuki Acelo 125/2017 đạt 4/7 điểm. Thứ hai, về so sánh về động cơ trang bị. SQM Start LR125FE được trang bị động cơ phun xăng điện tử 4 thì van SOHC làm mát bằng không khí, dung tích xi lăng là 124cc. Công suất tối đa là 6,2 kW tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 9,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Còn đối với Suzuki Acelo 2017 thì được trang bị động cơ 4 thì, 1 xi lanh, SOHC làm mát bằng không khí, dung tích xi lanh là 124cc cực chất và cung cấp nhiên liệu bằng bộ chế hòa khí. Công suất tối đa là 7,06 kW tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 9,9 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Về đánh giá thì Suzuki Acelo 125/2017 có phần nhỉnh hơn một chút so với SQM Start LR125FE về sức mạnh động cơ, nhưng về tiết kiệm nhiên liệu thì SQM Start LR125 vẫn chiếm ưu thế. Thứ ba, so sánh về tốc độ và vận hành. SQM Start LR125 đạt tốc độ tối đa 100 km/h nhưng không có cảm giác rung lắc mà vẫn chắc chắn và rất an toàn. Hệ thống phanh đĩa trước và sau với bít tông kép thì lực phanh sẽ nhẹ nhàng và chính xác hơn. Bánh xe sau thì to hơn 120/70 giúp xe bám đường tốt hơn, ôm cua an toàn hơn. Còn đối với Suzuki Acelo 125/2017 thì xe nhanh chóng tăng tốc và đạt tốc độ tối đa là 90 km/h. Một điểm đó là khi di chuyển ở tốc độ cao thì Suzuki Acelo 125 thì có cảm giác càng đầm chắc, bộ nhựa thì không hề rung mà tạo cảm giác rất an toàn. Và đương nhiên không thể không nhắc đến hệ thống phanh đĩa ở cả trước, bánh trước và bánh sau thì tạo cho Suzuki Acelo 125 một cảm giác hoàn toàn an toàn. Mình đánh giá về tốc độ vận hành của hai xe thì có phần ngang nhau. Thứ tư, về so sánh về độ bền. SQM Start LR125, đây là xe mới ra nên chưa có nhận xét chính xác, nhưng đối với một số dòng xe SQM thì về độ bền thì tương đối cao, các bộ phận hoạt động bền bỉ và tốt. Còn đối với Suzuki Acelo 125/2017 thì vận hành chuẩn xác và không cần sửa chữa trong 3 năm đầu. Nhưng sau thời gian khoảng từ năm thứ 4 đến năm thứ 5 thì các vấn đề về phanh và nhông xích sẽ khiến bạn tốn một khoản chi phí để tu sửa. Nhìn chung thì Suzuki Acelo vẫn là một chiếc xe khá bền bỉ. Còn so sánh về giá, đối với SQM Start LR125, đây là xe mới ra với mức giá rất là ưu đãi, rẻ là 27.290.000 đồng.
Còn đối với Suzuki Acelo 125 thì có giá dao động từ 27 triệu 790 nghìn đồng đến 28 triệu 290 nghìn đồng tùy vào màu sắc của sản phẩm. Bản màu đen xám mới ra năm 2017 sẽ có giá là 28 triệu 290 nghìn đồng. Trên đây là năm so sánh của mình và có thể tạm thời kết luận như sau. FM Start L125 mới ra mắt sẽ được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Nhưng trong khi đó thì thiết kế của Suzuki thì cũng được nhiều người yêu thích vì từ trước đến giờ rất nhiều người cũng đang đi chiếc xe này. FM Start L125 thì là dòng xe côn tay, thể thao cực chất, giá rẻ, được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Và một điểm mình rất thích ở chiếc xe này đó là tiết kiệm xăng. Với mức giá của FM Start L125 EFI thì có thể nói đây là một mức giá khá rẻ. Tuy nhiên hiện nay thì việc mua đồ để thay thế vẫn là một vấn đề khó khăn vì đồ không bán thông dụng mà thường phải về hãng để mua. Còn đối với chiếc xe Suzuki Acelo 125 2017 thì mình xe có khả năng là tăng tốc nhanh, mạnh mẽ, thiết kế chất là những gì mà Acelo đã mang lại cho người dùng. Tuy nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu lớn kết hợp với một số về thiết kế cũ của xe làm người dùng sẽ phải phân vân khi lựa chọn. Trên đây là toàn bộ so sánh của top 5 về hai xe là xe SWM Start SL125 FI và xe Suzuki Acelo 2017. Đây là đánh giá riêng của cá nhân mình, nhưng đối với mỗi loại xe đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng và tùy theo sở thích của mỗi người khi mua hàng. Hy vọng sẽ nhận được những góp ý của bạn ở phía dưới comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Don't stop. Audio jungle.